Chào các bạn đã quay trở lại kênh Cửa cuốn Quang Đo Hà Nội. Năm 2024, thương hiệu Quang Đo tiếp tục đã và đang trở thành thương hiệu được nhiều người dùng tin chọn trong lĩnh vực cửa cuốn. Mời bạn xem qua quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển cửa cuốn Quang Đo cho khách hàng tại Lào Cai được đội thợ Quang Đo Hà Nội thực hiện như thế nào nhé. Đây là đơn hàng mà chúng tôi sản xuất cho bộ cửa rộng 6,5m, cao 3,5m. Loại quang đo QN03, dày 1,2-1,6mm, dùng dây 96 và trục phi 168 dày 3,96mm. Sản xuất cửa cuốn là khâu đầu tiên của chu trình sản phẩm. Nó được bắt đầu từ khâu đun nan cuốn. Sau đó được công nhân nhà máy cắt thành từng đoạn, để sao cho vừa với kích thước cửa của từng khách hàng. Sau đó tiến hành cắt trục và dây. Và cuối cùng là luồn phớt để cửa cuốn chạy một cách êm hơn. Sau khi làm xong thì sẽ được di chuyển vào khu vực đóng bao bì. Các sản phẩm cửa cuốn của Quang Đo Hà Nội mang tính thẩm mỹ và chất lượng cao, đảm bảo phù hợp với đòi hỏi theo xu thế tất yếu của người tiêu dùng, có thể sản xuất cửa cuốn theo mọi yêu cầu kích thước của khách hàng. Với ưu thế là nhà sản xuất trực tiếp và cung cấp cửa cuốn tại miền Bắc, chúng tôi luôn đảm bảo mức giá cửa cuốn cung cấp là thấp nhất trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất đúng quy chuẩn, nên đảm bảo có khả năng chịu lực tuyệt vời. Nan cửa sở hữu kết cấu với các khoang rỗng nối với nhau bằng các hẻm liên kết, giúp giảm tải khối lượng công trình và vẫn đảm bảo kiến trúc cứng vững, kiên cố như ý. Bề mặt nan cửa được gia công tinh xảo, gọn gàng, không râu ria. Bề mặt được phun sơn tĩnh điện cao cấp, tránh xước, chống han gỉ tuyệt vời. Các hệ số kỹ thuật được xác định chính xác ngay tại nhà máy sản xuất, nên đảm bảo việc lắp đặt cửa dễ dàng, thuận tiện, không phụ thuộc vào nhiều vào tay nghề của thợ. Nhờ tính đồng bộ cao mà cửa vận hành ổn định, ít xảy ra lỗi kỹ thuật và tuổi thọ cao. Đặc biệt, bạn không còn lo lắng đến vấn đề giá thành sản phẩm tại Quang Đo Hà Nội quá đắt đỏ so với thị trường. Ngược lại, khách hàng sẽ được báo giá tốt, giá rẻ theo từng tính chất đơn hàng khác nhau khi liên hệ với Quang Đo Hà Nội. Quang Đo Hà Nội cam kết mang tới sản phẩm đạt chuẩn, giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ tận tâm, chính sách bảo hành dài lâu giúp quý đối tác, quý khách hàng thêm hài lòng. Nếu bạn đang tìm hiểu hay có nhu cầu lắp đặt cửa cuốn, hãy liên hệ ngay với Quang Đo Hà Nội qua số hotline 0981 852 275.